Thưa quý khán giả, thời gian qua, nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thành Phước, huyện Gò Dầu mở rộng sản xuất chăn nuôi, góp phần tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống của người dân, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương. Điển hình như hộ bà Trần Thị Chung, ngụ ấp Trăm Vàng 2. Cách đây một năm, gia đình bà có vay vốn giải quyết việc làm được số tiền 30 triệu đồng để phát triển nghề làm muối ớt, muối tôm của gia đình. Sau thời gian đầu tư và nỗ lực cố gắng, đến nay, sản lượng các loại muối sản xuất của gia đình bà đã lên đến 500kg một ngày, cung cấp cho khắp các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu. Nhờ đó, không chỉ kinh tế gia đình ngày càng ổn định và phát triển, bà còn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã Thành Phước có gần 800 hộ vay vốn, với tổng số tiền hơn 17,2 tỷ đồng. Nhìn chung, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực.